Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, ngày hôm nay cô Hương lại quay trở lại với lớp học kỹ năng sống với vô vàn những điều thú vị với chúng mình rồi đây. Các bạn trong thời gian qua còn nhớ cô Hương không? Cô Hương thì rất là nhớ các bạn nhỏ ở lớp chúng mình đấy. Rồi, bây giờ cô Hương sẽ không để cho chúng mình phải đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về chuyến hành trình kỹ năng sống với vô vàn những điều thú vị của cô Hương ngày hôm nay nhé. Let's go! Các bạn nhỏ ơi, trước khi bước vào bài học ngày hôm nay thì như thường lệ cô Hương sẽ mang đến cho lớp chúng ta một trò chơi rất là thú vị. Và trò chơi của cô Hương ngày hôm nay cũng có một cái tên rất là thú vị luôn. Đó chính là Thần Lửa Đến. Trò chơi này của cô Hương đòi hỏi lớp chúng ta phải có kỹ năng lắng nghe thật tốt và kỹ năng phản xạ thật là nhanh đấy. Bây giờ cô Hương sẽ phổ biến luật chơi cho tất cả lớp chúng mình nhé. Khi cô Hương hô là thần lửa đến thì ngay lập tức lớp chúng mình hãy đáp lại với cô Hương là sẵn sàng chiến đấu. Sau đó cô Hương sẽ đưa ra những hiệu lệnh, ví dụ như là lửa đến bên phải thì ngay lập tức chúng ta phải né sang bên trái. Để làm sao nhở? Để lửa của cô Hương sẽ không làm bỏng cho chúng ta nhé. Rồi tiếp tục, cô Hương ví dụ như là cô Hương đưa ra hiệu lệnh lửa đến bên trái thì ngay lập tức chúng ta hãy né sang bên phải. Chính xác. Và cuối cùng khi cô Hương nói là lửa cháy bập bùng thì ngay lập tức lớp chúng ta sẽ đáp lại cô Hương là dập lửa, dập lửa. Rồi, lớp chúng ta đã lắng nghe kỹ luật chơi của cô Hương chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thôi. Rồi, ok, bây giờ cô Hương sẽ đưa ra hiệu lệnh này. Thần lửa đến, lửa cháy bên trái. À, các bạn lớp mình đã né hết sang bên phải chưa? Rồi, cô Hương cảm ơn, tiếp tục. Thần lửa đến, lửa cháy bên phải. À rồi, tất cả lớp mình đã né hết sang bên trái rồi, các bạn rất là giỏi đúng không nào? Và tiếp tục nè, lửa cháy bập bùng. À, lớp chúng mình sẽ đáp lại cô là dập lửa, chính xác, lớp chúng mình ngày hôm nay làm rất là giỏi. Các bạn nhỏ ơi, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá về một trò chơi rất là thú vị và vui nhộn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về chủ đề kỹ năng sống của cô Hương ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng hướng lên trên bảng nào. Rồi, chủ đề ngày hôm nay cô Hương mang đến cho cả lớp chúng ta đó chính là phòng tránh hỏa hoạn. Các bạn nhỏ ơi, trong cuộc sống của chúng ta thì lửa rất là quan trọng. Ví dụ như là lửa sẽ giúp chúng ta nấu ăn này, nấu nước này, hoặc là giữ ấm cho cơ thể của chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sử dụng lửa không cẩn thận thì rất dễ gây đến hỏa hoạn. Chính xác, và bài học ngày hôm nay cô Hương sẽ cung cấp cho chúng mình nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cách dập đám cháy nhỏ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá với cô Hương nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là bị chập điện. Cô Hương lưu ý với các bạn là khi chúng ta cắm điện vào phích cắm thì chúng ta hãy quan sát xem là trong một cái phích cắm đó đã có nhiều ổ điện cắm chưa. Nếu mà có quá nhiều ổ điện như vậy thì chúng ta hãy gỡ bớt những ổ điện ra để tránh tình trạng ổ điện đó bị chập và dẫn đến hỏa hoạn các bạn nhé. Thứ hai, đó là do nghịch lửa. Khi mà chúng ta ở nhà một mình này, chúng ta có bao giờ tự lấy nến này, hay là tự lấy diêm này, hoặc là thậm chí tự xuống bếp, bật bếp ga lên và nấu ăn chưa? À, nếu mà như vậy cô Hương lưu ý với các bạn là rất nguy hiểm đấy. Vì sao? Vì khi chúng ta ở nhà một mình không có sự giám sát của bố mẹ, người thân mà chúng ta tự ý vào bếp, rất dễ dẫn đến hỏa hoạn vì một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là do quần áo của chúng ta bị bén vào nguồn lửa. Thứ hai là chúng ta để những vật dễ bắt lửa cạnh nguồn lửa. Đó là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến hỏa hoạn các bạn nhé. Tiếp tục, do để các vật dễ cháy gần nguồn lửa. À, như vừa rồi cô Hương vừa nói, đó là chúng ta để các vật dễ cháy gần nguồn lửa. Ví dụ như là gì? Lá cây khô này, giấy này,
quần áo này hay là giày lau, khi chúng ta nấu ăn chúng ta để giày lau cạnh bếp ga, cạnh nguồn lửa thì rất dễ là sẽ nguồn lửa sẽ bén ra bên ngoài và gây ra cháy. Do đó là chúng ta hãy tuyệt đối không được để những vật dễ bắt lửa cạnh nguồn lửa giúp cô Hương nhé. Rồi, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá về một số nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá về cách dập đám cháy nhỏ các bạn nhé. Rồi, bình thường khi chúng ta xem trên TV này, xem trên đài báo này, có những đám cháy rất là lớn ở các tòa nhà, hay là cháy chợ hoặc là cháy ở rừng. Và lúc đó chúng ta phải cần đến sự hỗ trợ của ai? À, chính xác, chúng ta phải cần đến sự hỗ trợ của các chú lính cứu hỏa. Còn ở nhà khi mà chúng ta xảy ra một số những đám cháy nhỏ, ví dụ như là chúng ta cháy một số quyển vở này, hay là chúng ta cháy quần áo này, hoặc là chúng ta cháy rèm ở cửa sổ, một cái rèm nhỏ ở cửa sổ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể áp dụng được hai cách sau của cô Hương để chúng ta có thể dập đám cháy ngay lập tức tại nhà của chúng ta nhé. Cách thứ nhất đó chính là dùng nước dập lửa. Nước là một nhiên liệu giúp cho các đám cháy dập tắt, đúng không nào? Và bây giờ cô Hương sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để chúng ta dập đám cháy nhỏ bằng nước các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải tìm xô chậu để đựng nước. Khi mà phát hiện ra đám cháy hoặc là khi mà chúng ta gây ra đám cháy thì ngay lập tức chúng ta hãy quan sát xung quanh nhà của chúng ta xem là xô ở đâu, chậu ở đâu. Chúng ta hãy ngay lập tức chạy đến chỗ đó để lấy xô này, chậu và chạy đến nơi có nguồn nước gần nhất để lấy nước, và sau đó quay trở lại chỗ đám cháy thật nhanh để đổ nước vào đám cháy. Chính xác. Đây, đó chính là bước thứ hai, đổ trực tiếp nước vào đám cháy. Rồi, tiếp tục. Cách số 2, dùng chăn dập lửa. Bây giờ cô Hương sẽ nêu ra bước 1. Bước 1 đó chính là làm ướt chăn. À, ngay khi chúng ta gây ra đám cháy hoặc chúng ta phát hiện ra đám cháy thì chúng ta sẽ sử dụng, chuẩn bị cho cô Hương một chiếc chăn mỏng và sau đó chạy đến nơi có nguồn nước gần nhất, nhúng chiếc chăn đấy vào nguồn nước và giơ lên. Sau khi giơ lên thì chúng ta sẽ để tay ở sau chăn. Vì sao chúng ta lại phải để tay ở sau chăn các bạn nhỉ? Đó chính là vì chúng ta để giúp cho chúng ta không bị bỏng và không bị nguồn lửa trực tiếp bốc vào tay của chúng ta, gây ra chúng ta cảm giác bị rát, bỏng các bạn nhé. Và cuối cùng đó chính là tiến lại gần và phủ chăn lên đám cháy. Khi chúng ta tiến lại gần đám cháy thì chúng ta sẽ cho chăn ra đằng sau tay của chúng ta và chúng ta úp chiếc chăn đó, phủ chăn chiếc chăn đó lên đám cháy, và khi đó chúng ta sẽ dập được lửa rồi các bạn ạ. Đây, trên đây là hai cách mà cô Hương đã giới thiệu cho các bạn để phòng khi chúng ta có gây ra hoặc là chúng ta phát hiện đám cháy nhỏ ở trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta hãy áp dụng hai cách này vào trong cuộc sống để dập đám cháy nhỏ các bạn nhé. Các bạn nhỏ ơi, vừa rồi thì cô Hương đã cung cấp cho chúng ta hai cách để giúp chúng ta dập đám cháy nhỏ, đúng không nào? Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta phát hiện ra đám cháy thì ngay lập tức chúng ta phải tìm đến sự trợ giúp từ ai? Từ bố mẹ, từ người thân của chúng ta, từ những người lớn xung quanh chúng ta, và đó chính là ưu tiên hàng đầu. Và sau khi, nếu mà trong trường hợp mà không có bố mẹ bên cạnh, không có người thân bên cạnh, không có người lớn ở xung quanh đó, thì chúng ta mới áp dụng hai cách này của cô Hương vào thôi nhé. Các bạn lưu ý cho cô Hương. Và bài học ngày hôm nay cô Hương mang đến cho chúng ta chủ đề phòng tránh hỏa hoạn, và cô có 3 lưu ý dành cho lớp chúng ta. Thứ nhất là chúng ta sẽ không được nghịch những vật phát ra lửa, ví dụ như là bật lửa này, diêm này, nến này, hay là bếp ga, bàn là vân vân. Thứ hai là chúng ta không được để những vật dễ bén lửa cạnh nguồn lửa, ví dụ như là giấy này, lá cây khô này, quần áo khô này, rẻ lau, vân vân, cạnh nguồn lửa các bạn nhé. Và thứ ba, các bạn tuyệt đối lưu ý là không được cắm quá nhiều ổ cắm vào một phích tắm. Rất dễ dẫn đến tình trạng gì các bạn nhỉ? Rất dễ dẫn đến tình trạng
chập điện. Và lưu ý cuối cùng cô Hương muốn lưu ý cho các bạn lớp mình, đó chính là chúng ta tuyệt đối không được cho bất cứ thứ gì vào trong ổ điện, chọc vào trong ổ điện của chúng ta, ví dụ như là bút này hay là bất cứ thứ gì vào trong ổ điện. Vì sao? Vì khi chúng ta chọc vào trong ổ điện như vậy rất dễ xảy ra các trường hợp như sau. Ví dụ đó chính là chập điện, thứ hai có thể là nổ ổ điện, và thứ ba gây đến thương tích cho chúng ta, có thể là bị giật điện này hoặc là bị thương rất là nặng khi chúng ta bị nổ ổ điện. Các bạn lưu ý cho cô Hương nhé. Bài học ngày hôm nay cô Hương đã cung cấp cho chúng ta những nguyên nhân cũng như là cách dập đám cháy nhỏ và lưu ý để chúng ta phòng tránh hỏa hoạn. Rồi, bài học ngày hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại lớp mình trong những buổi học lần sau.